Xin chào các bạn, anh là Thông. Hôm nay sẽ dạy các bạn bài hóa học chuyển hóa glucid, là bài rất là hay trong hóa sinh. Nắm được các cái chuyển hóa glucid ấy, thì chúng ta sẽ giải thích được một số thứ trên lâm sàng khi mà các bạn đến viện, cũng như là đặc biệt là bài đái tháo đường trong bệnh học nội khoa có cái bài đó, và một số các cái vấn đề khác trong nội khoa, ví dụ như bài viêm tụy mạn và xơ gan, thì mình phải nắm rõ được cái chuyển hóa glucid này. Thì chúng ta phải nắm được cái sự thoái hóa glucose, con đường đường phân, sự thoái hóa tiếp theo của phân tử pyruvate. Thì hôm trước mà học ấy, thì các bạn biết pyruvate thì có vai trò gì, bạn Tránh nói thử anh xem nào. Pyruvate thì có vai trò là tạo ra, nó sẽ có vai trò là nó sẽ vào trong thi thể để tạo thành acetyl-CoA để chuyển để vào chu trình creatine để tạo năng lượng. Rồi, vào chu trình Krebs để sinh năng lượng. Và tại sao mà tế bào thì lại phải sinh ra năng lượng là ATP, anh bảo rồi, để duy trì cái thẩm thấu của màng đúng không, cũng như là các cái hoạt động của các bơm vận chuyển tích cực ở trên màng, có vai trò đặc biệt là pyruvate. Và pyruvate thì nó là sản phẩm của phản ứng số mấy ở con đường đường phân hả bạn Tránh? Pyruvate là sản phẩm số 10 của con đường đường phân ạ. Ok, sản phẩm số 10 con đường đường phân. Đấy, và bạn Tránh thì đã học hết con thuộc hết con đường đường phân chưa? Em đọc sách qua một lượt thôi, cũng nhớ sơ Ok. sơ, chứ vẫn chưa thuộc lắm ạ. Nó rất là dễ thôi, nó chẳng có gì khó cả. Và bạn phải học thuộc cái đấy để sau này bạn thi nội trú nhá. Nhớ chưa? Rồi ạ. Và anh yêu cầu em phải học thuộc hết. Không được quên, nếu mà đã là đệ tử của anh thì theo anh thì phải thuộc hết, bởi vì nó quá là đơn giản, mà yêu cầu mỗi người thi nội trú mà người phải nhớ. Và thậm chí con đường pen, con đường hexo monophosphate, phân tử đường được phosphorin hóa một lần rồi oxy hóa trực tiếp, cái con đường đấy thì lại quá đơn giản, cũng như các bạn xem video rồi anh giải thích cho bạn cái cơ chế của cái cách vận hành của con đường đó, thì nó cũng chỉ đơn giản là cấu trúc 5 xong lại chan 3 chan 2, 5 cộng 5 thì bằng 3 cộng 7, 6 cộng 4, 6 cộng 4, và chuyển đổi giữa các cái khung carbon thôi, nó biến các phân tử 6 đường 5, 5 đường 6, nó cực kỳ đơn giản đó. Thế anh yêu cầu bạn Tránh bạn phải nắm được cái đấy cho anh, bởi vì nếu như em nghĩ nó rất đơn giản thì em sẽ không còn sợ nó nữa đấy. Và thật sự là con đường đường phân và con đường hexo monophosphate nó là ác mộng của những bạn học hóa sinh, tuy nhiên rằng thì nó cũng không phải là những cái gì khó nhất của hóa sinh đó, thậm chí là 11 bước trong 11 cái bước tổng hợp inositol monophosphate, ta còn cũng có thể có cách nhớ được mà đấy. Bạn nào học hóa sinh thì biết rồi, anh cho các bạn sách hóa sinh các bạn mà biết rồi đúng không? Rồi, bạn Tránh có ấy không? Bạn Tránh có biết inositol monophosphate không? Minh Trí, Nguyễn Minh Thư, Uyên, Phan Bảo, Loan, Loan có biết trong sách hóa sinh có một cái chuyển hóa 11 bước inositol monophosphate không? Em xem qua rồi ạ, có xem qua. Xem qua rồi đúng không? Rồi, nhìn nên nó có hoa mắt không? Có. Đấy, thì phải thuộc đến những cái đó. Và mọi thứ thì đều có thể học thuộc được. Nó có một số cái keyword của nó thì anh chỉ cho. Và mình phải nắm được con đường pentophosphate. Pen là mấy? Pen là 5. Tức là bản chất con đường này nhìn phát là biết pen là 5, tức là pentophosphate, tức là nó chuyển hóa thành đường 5 carbon.
mà chúng ta biết rằng cái phân tử ADN ARN của chúng ta, các cái nucleotide thì đường trong đó là đường gì? Bạn nhớ không? Cái đường trong phân tử axit nucleic đường gì? À, bạn tránh Đường 5 ribose. ribo đúng không? Đấy thì đơn giản thôi, thì nhìn vào đây cái thì biết là nó là năm năm thì mình lại nhớ nó là ribo, nó liên quan đến các cái chuyển hóa của axit nhân. Thế nên bạn mở sách giáo khoa ra, bạn đọc cho anh một cái dòng, người ta bảo là gì, có cái gì có vai trò đặc biệt, hồng cầu gan mô mỡ tuyến sữa thời kỳ hoạt động nhỉ, tuyến động thận tinh hoàn buồng trứng đó, đọc đọc đoạn đấy cho anh nào, tìm thấy đoạn đấy trong sách giáo khoa không? Con đường đường con đường hetero-morphophag thì con đường này xảy ra trong một số mô chuyên chuyên biệt chỉ để phục vụ các chức năng cụ thể, ví dụ như là gan, mô mỡ, hồng cầu, tinh hoàn, buồng trứng, vỏ thận, tuyến sữa trong thời kỳ hoạt động, thủy tinh thể và giáp mạc, nó không quan trọng đối với cơ xương và tuyến sữa không hoạt động. Rồi, đặc biệt quan trọng là hồng cầu, gan, mô mỡ, tuyến sữa, tinh hoàn, thượng thận, buồng trứng, đấy, ví dụ thế, đúng không? Và không quan trọng là cơ, thì bạn phải đặt câu hỏi tại sao lại thế? Em thử nghĩ xem tại sao thế này. Em nghĩ tại sao thế thì em mới hiểu được, thì mới nhớ lâu được. Tránh thử nghĩ cho anh xem nào. Thì bây giờ em phải nghĩ này, nó hoạt động này thì nó cần gì, hoạt động tức là nó cần tổng hợp nên cái gì, tổng hợp nên là gì, bản bản chất của sữa là gì. Bản Đấy chất của sữa là rồi, đường đường đôi bản chất của chuyển hóa của lactose. gan là gì đó, bởi vì bản chất cái con đường pento ấy, nó không phải nó cung cấp năng lượng mà nó là cung cấp cái đường 5 và cái một cái phân tử có tính khử là NADPH, nhớ không? Đấy, thế bây giờ em nghĩ nhá, bây giờ hồng cầu ấy, hồng cầu nó mà hoạt động thì đời sống của nó chỉ có 120 ngày thôi, như vậy nó đi trong tuần hoàn thì nó bị chịu rất nhiều các tác nhân oxy hóa. Thế bây giờ mình nhớ lại xem là có một cái chất chống oxy hóa bảo vệ màng hồng cầu, chất tên là gì? Có một chất chống oxy hóa bảo vệ màng hồng cầu, chất tên là gì? Nhớ G6 đi bè. G6PD. Có phải không? Có một chất chống oxy hóa bảo G6PD. bà oxy hóa bảo vệ màng hồng cầu. Các bạn có nhớ không? Rồi, NADPH. Glutathione lấy một cái. Quá giỏi. Đấy. Đấy, chính là glutathione. Glutathione chuyển dạng giữa GSH và tạo thành GSG. Mở sách giáo khoa đây. Anh chỉ không? Đấy mà người ta bảo là cái tỷ lệ GSH trên GSG, GSH trên GSG là nó khoảng 100. 400 đúng không? Đúng 400 không? Đó. Thế bây giờ mình sâu chuỗi lại các cái dữ kiện lại với nhau thì mình hiểu nó đoạn đấy nó như thế nào. Tại vì hóa sinh thì viết khá là rời rạc, nên chúng ta phải sâu chuỗi với nhau chúng ta mới nhớ được. Đó. Tức là nhá, cái phân tử GSH nó là dạng khử thì nó sẽ khử các chất oxy hóa để tạo thành GSG đúng không? Xong thì GSSG nó sẽ cộng với cả NADPH trong cái phản ứng của con đường pento để nó tạo thành cái gì, để tạo tái tạo lại dạng khử của nó để nó bảo vệ màng hồng cầu đúng không? Đấy, thế nên mình có thể suy luận được là hồng cầu thời kỳ hoạt động nó rất cần cái con đường đó nhá.
ok chưa? Đấy. Cái tiếp theo là các cái mô khác, cái thời kỳ vận động thì tại sao thế? Bởi vì nó cất rất cần tổng hợp protein, mà protein thì sinh ra từ quá trình dịch mã và phiên mã, thì có vai trò của liên quan đến tổng hợp các nucleotide. Đó, đơn giản vậy thôi. Và mình phải còn phải nắm được chuyển hóa của các monosaccharide, mình nắm được tân tạo đường, chuyển hóa glycogen, điều hòa chuyển hóa glucid, rối loạn chuyển hóa glucid, đặc biệt là bệnh đái tháo đường. Tại sao đái tháo đường người ta lại làm HB1C? Tại sao không phải là HBA2C mà lại HBA1C? Đó. Rồi là chuyển hóa glucid của một số các cơ quan. Rồi, có một cái điều đặc biệt ấy, là trong cơ thể của mình thì glycogen thì nó sẽ được dự trữ ở hai nơi. Một là gan, hai là cơ. Nhưng mà ở glycogen ở trong gan thì nó mới phân giải thành glucose tự do và đi vào trong tuần hoàn. Chứ glycogen ở cơ nó không phóng thích glucose vào trong tuần hoàn đâu nha. Có một cái đặc điểm đó. Tại sao thế các bạn nhỉ? Các bạn có biết không? Nha. Đơn giản là này. Glycogen thì có hai nơi, một là đâu? Một là gan, hai là đâu? Hai là cơ đúng không? Nhưng mà chỉ có glycogen ở gan thì nó mới chuyển hóa thành glucose tự do để nó nâng cái đường máu lên. Còn glycogen ở cơ ấy, thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ phân hủy thành glucose và sao nó dùng cho chính cái cơ, chỉ trong cái cơ ấy thôi. Tại sao thế? Tại sao các bạn biết không? Em nghĩ Rồi. là nó sẽ ngay trước khi phải về glucose thì nó sẽ nó sẽ chuyển vào cái chu trình Krebs luôn chứ nó không vào trong máu nữa. Đó. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ học giải thích hết cho các bạn. Bởi vì các bạn nhớ rằng thì cái gì nó cũng có thể giải thích được. Để các bạn có suy nghĩ không? Câu chuyện rất đơn giản là ở gan ấy, đó thì nó mới có men G6P. Tức là các bạn học ngày xưa ấy, các bạn học enzyme ấy, thì nó có mấy nhóm. À, enzyme thì nó có mấy nhóm. Sau đó ạ. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong đó có một enzyme thì cái cách người ta gọi tên thì có rất nhiều cái gọi. Đấy, thì bây giờ phosphata thì người ta gọi tên theo kiểu gì? Theo các cái cách gọi. Ví dụ phosphata tức là sao? Tức là tên cái aza là tên cái enzyme. Đúng không? Nhờ phosphata tức là nó cắt cái phosphat. Cắt phosphat tức là nó biến G6P thành GGP, à xin lỗi, G6P thành glucose tự do. Đó, thì ở ở gan thì mình có men G6P, còn ở cơ thì nó không có. Đấy, các bạn hiểu chưa? Hiểu chưa? Nó đơn giản là không men thì không cắt được, thế đâu. Giống như kiểu các bạn học hóa sinh bây giờ anh bảo là các bạn hãy thử nghĩ xem tại sao cái đường trong máu mình là glucose. Bạn Loan giải thích cho anh xem nào. À, đường trong máu mình là đường glucose, là nó liên quan đến cả cái tinh glucose nhá, thì nó Ok. liên quan đến cả cái KM, Đúng rồi. KM với glucose thì là nó là thấp nhất nên là nó sẽ có ấy cao nhất với glucose ấy Được. so với các đường khác. Đấy. Thế em giải thích kỹ một tí được không?
Ý em là kiểu nếu mà so sánh với các cái đường khác là fructose với galacto ấy thì đối với cả mỗi một cơ chất thì sẽ có một cái hệ số KM tương ứng, thì KM đối với cả gluco thì là thấp nhất ấy, thì KM thấp thì là Vmax sẽ cao nhất, thì là gluco sẽ dễ dễ hấp thụ nhất ấy. Nên là nếu mà muốn hấp thụ những đường khác thì là lượng cơ chất nó phải lớn hơn rất nhiều, cho nên là đường trong máu lưu thông thì phải là gluco thì mới đủ năng lượng hay kiểu đủ để dùng nhá. Tức là thế thì người ta mới hiểu cái khái niệm KM và Vmax đúng không? Dạ. Đúng Vâng. không? Đấy. Thế nhiều người người ta không hiểu khái niệm KM với Vmax đi học sẽ rất chán. Nhưng mà mình hiểu tại sao đường trong máu là glucose thì bạn thấy sướng không? Bạn thấy tác dụng của việc học hóa sinh không? Rồi. Hiểu chưa? Đấy. Cũng giống đơn giản giống như kiểu là hôm trước anh bảo các bạn hay các bạn học cái kênh nó vận chuyển đường ấy. Ví dụ kênh SGLT2, SGLT1, SGLT1 và SGLT2. Đấy, hôm trước anh có nói cho các bạn này không? SGLT2 và SGLT2. Cái cách mà cái tế bào nó vận chuyển đường, mình học cái này sau mình học bài nó được. Mình học các thuốc để có tác dụng trên tim mạch. Đấy, đoạn đấy mình giải thích cho bạn hiểu ngay. Đúng không? Bạn hiểu cái này nhá. Nhưng mình nắm rất rõ về các cái kênh glucose vận chuyển đường. Tổng cộng nó có 7 cái glucose nữa, nhưng mà nôm na anh thứ 4. Anh nói các bạn nó 4 để cho bạn dễ nhớ. Rồi. Cho giống kiểu hôm trước anh dạy các bạn bây giờ để học. Thử nhá. Minh Trí đâu? Bạn là Minh Trí, bạn Mỹ Linh đâu anh hỏi. Các bạn cho bạn xem bài giảng rồi, bây giờ mình hỏi các bạn chứ đúng không? Minh Trí đâu? Bạn Trí nghe rõ. Minh Trí có giải thích nào? Để bạn Mỹ Linh, bạn Uyên giải thích. Sẽ không được không không có sự cung cấp glucose từ ngoài vào nữa, và khi mà bị đói thì các cái sản phẩm chuyển hóa ở trong chu trình CREB, tức là mấy cái enzyme dị lật thể đấy, thì các cái yếu tố dị lật thể âm tính như là các sản phẩm của phản ứng thì nó sẽ giảm đi, thì đồng thời lúc đấy thì nó sẽ tức là cái enzyme dị lật thể ức chế nó sẽ giảm, thì nó đồng thời nó sẽ kích thích sử dụng glucose vào chu trình CREB và không được cung cấp ở ngoài Bây giờ nhá, nữa. bây giờ anh bảo này, Trí chỉ cần tư duy cho anh rất đơn giản thôi, rất đơn giản. Đường nó đi vào đâu là nhờ cái gì? Bởi em nghĩ rất đơn giản này, cái cách mà cơ thể mình phân phối đường nó đi vào đâu mà nó kiểm soát cái luồng đường mà đi vào các mô ấy, nó dựa vào cái gì? Dựa vào hệ số gì? Hệ số Số gì? cao vợ Đúng rồi, thế thôi.
đơn giản thôi, nó dựa hệ số KM đây này, đấy đây đấy, qua các kênh gì, qua các kênh glut đúng không, đúng không bạn nhớ không, qua các kênh glut thì có mấy glut thì online nhé, đây này 1 2 3 4 5 đấy, tức là các cái môn khoa học cơ sở của nước ngoài người ta dạy rất là kỹ, không như anh em mình đâu, người ta dạy kỹ đến mức là các cái group này nó có 5 cái. Thì small intestine là ở các cái ruột non, nó chủ yếu là nó transporter cho phân tử fructose primarily và đây, và cái basal glucose uptake tức là cái mức nền đấy. Còn các cái gan và cái tế bào beta, cái KM của nó rất lớn đấy. KM càng lớn thì áp lực enzyme đối với chất càng gì, càng gì Càng mở càng lớn thì cái lực càng nhỏ. áp lực càng nhỏ, KM càng nhỏ áp lực càng gì, càng lớn đúng không đấy, thì người ta dựa vào cái này đấy, người ta dựa vào cái này thì ví dụ như cái thằng glut 3 đó. Đấy. Đúng ra thì các em mà học được tiếng Anh thì các em phải học ông này chứ không phải học Anh. Thì glut 3 thì ozone tức là ultra generate, tức là nó cái sử dụng các cái đường cái mức nền, tức là cái có các cái tế bào đây dendrite và các cái axon, các cái sợi thần kinh, thì nó dùng cái 1 mm, tức là áp lực nó rất rất lớn, nên áp lực nó sẽ đưa phân tử đường vào nhanh hơn, được chưa, hơn là cái thằng tế bào beta của đảo tụy đấy, người ta dạy rất rõ này, nó có cái bảng đấy thì các bạn hiểu nhá, không nói trước anh giải thích các bạn rồi thì các bạn này các bạn anh nghĩ các bạn hiểu được. Ok, tiếp theo này phải nhớ ra một cái thì có một cái đối với con đường đường phân này đấy, bạn nhớ cái này cho anh, cái kép lên, kép lên người ta dạy kỹ lắm, người ta bảo là glut 1 3 thì hầu hết ở các mô não thần kinh hồng cầu thì ba cái thằng này bao giờ nó cũng ưu tiên sử dụng đường ngay trong cả tình trạng hạ glucose máu, thì bạn tránh thì bạn học phá sinh này bạn bạn hiểu ra nhiều điều chưa, tức là nó rất hay, thì cái tức là cái KM của cái thằng não thì đơn giản nó sẽ nhỏ những thằng kia rất là nhiều, nên tế bào sẽ ưu tiên nó uptake vào cái hồng cầu, cái mô này, cái này là trong cái anh dịch từ kép lên ra nhé, chứ sách hóa sinh không không có viết cái này, nhưng các bạn phải biết là nó cái kênh này nên nó đạt Vmax khi mà glu giáo bình thường, nên công thức V bằng Vmax cả KM được không đấy, nếu bạn đạt một Vmax trên 2 thì sao SnKM, thì cái đấy chỉ là công thức toán học thôi, còn cái phương trình đảo ngược thì nó cũng đơn giản, thì cái glut 2 đây áp lực thấp với glucose nó bắt glucose thừa để tạo thành glycogen ở gan, nên là cái thụ cảm thể nó giải phóng đây, thụ thể cảm thụ nó giải phóng insulin đường tụy, còn cái cơ chế giải phóng insulin đường tụy thì nó sẽ dựa vào cái cơ chế là cái liên quan đến các kênh K cộng nóng mở theo lợi thế, thì nó cũng là trong một cái năm trắc nghiệm người ta có hỏi câu đấy đấy, bạn nhớ nhá, thì các bạn biết rằng cái đường các bạn ấy, thì nó sẽ có hai cách, một là con đường đường phân nó sẽ tạo ra pyruvate qua thông qua 10 bước, cái thứ hai đấy là tạo thành ribonucleic acid, tức là một cái phân tử đường các bạn ăn vào nhé thì nó tạo thành đi qua con đường đường phân hoặc là để tạo thành đường ribonucleic acid đúng không, phân tử đường là C6 NaOH6 đường 5
tức là 5 carbon. Đấy, thì nó sẽ có cách chuyển 6 đường 5, 5 đường 6. Và cái piruvat này phải trải qua tất cả 10 bước. Thì chúng ta phải nhớ hết tất cả này. Để yêu cầu của các bạn phải nhớ hết tất cả cái này, cái con đường đường phân. Thì con đường đường phân ấy, thì nó là chuyển hóa, nó hiểu biết rất rõ. Bạn nhớ nhá. Và con đường chuyển hóa đầu tiên nó được biết đến và nó xảy ra bào tương qua giai đoạn nằm ở đứng, ô trả thì nằm ở đứng. Đấy. Hôm trước anh cho các bạn một hình minh họa, bạn Loan anh có giải thích được, bạn phải nhớ cái gì xảy ra bào tương, cái gì xảy ra thi thể, bạn nhớ không? Đấy. Con đường đường phân thì diễn là bào tương, còn chu trình Krebs diễn là đâu? Chu trình Krebs thế nào mình không biết gì ạ? Đúng rồi, thế rất đơn giản. Rồi thì sẽ tính được bi năng năng lượng, nó chỉ là câu chuyện nó nắm được cái vị trí nắm được cái vị trí của cái con đường nó xảy ra ở đâu, bạn còn nhớ không? Bạn giải thích cho anh là nó câu chuyện nó là thế này. Thì cái người ta nói rằng một phân tử đường thì lúc cho 36 ATP, lúc cho 38 ATP. Hôm nay xem anh giải, bạn Loan đã giải thích được chưa? Em không nhớ rõ lắm. Em phải giải thích được cái đó đấy, thì xong video anh cũng giải thích cho các bạn rồi, phải xem trước nhé. Thì đây các bạn chép cái này vào đây, anh đã kẻ thành cái bảng cho các bạn dễ nhớ đây, cái một cái phương trình toán học đây đó. Loan là mở ra tính ra cái cách tính ra như thế nào, cái bi năng năng lượng này là cái phần quan trọng nhất trong bài này. Bề bản tránh bạn nói cho bạn Loan hiểu anh xem này. Thưa thầy, là ở con đường đường phân thì nó từ từ glucose đến 2 pyruvate thì nó sẽ tạo ra 4 ATP, nhưng mà nó đồng thời nó sẽ sử dụng thêm 2 ATP, nên thực ra thì ở con đường đường phân nó chỉ tạo ra 2 ATP ở phản ứng số 7 là số 10. Còn còn NADH ở vị trí số 6 thì đây là nó là 2 NADH, khi mà nó vào chuỗi vận chuyển điện tử thì nó tùy nó vào phức hợp số 1 thì nó sẽ tạo ra 3 ATP, còn nếu mà nó vào từ phức hợp 2 thì 2 trở đi nó sẽ tạo ra 2 ATP, mà nhân 2 lên thì nó sẽ có 4 hoặc 6, hoặc là nó sẽ chuyển vào theo cái gì đấy nhỉ? Em không nhớ cái đấy. Tức là bạn chỉ cần giải thích cho bạn Loan bạn hiểu là tại sao cái thì 36, cái thì 38 về bản chất, tức là sao, tức là cái NADH ở phản ứng số 6 của con đường đường phân đúng không? Nó đi về đâu? Cái chính, cái keyword, cái chìa khóa phải nhớ đấy là cái NADH này ở phản ứng sinh sản tử số 6 ấy, Loan nhé, là nó sinh ra ở đâu? Thảo Loan đúng không? Đúng không Tránh? Đúng rồi ạ. Nên muốn tạo ra năng lượng thì phải đi vào đâu? Đi vào chỗ vận chuyển điện tử. Và cụ thể là gì?
chuỗi vận chuyển điện tử. Mà nó muốn vào chuỗi vận chuyển điện tử ấy, thì nó có qua không? Bản chất là nó sẽ sao? Nó không qua được màng ti thể, nên nó cần phải có con thoi điện vào. Đấy, giống kiểu nó đi qua sông ấy, thì nó sẽ phải dùng con thoi để nó đưa vào. Nếu mà nó dùng con thoi đưa vào số 1 thì nó sẽ tạo ra 36, 38. Nếu mà đi vào số 2 sẽ tạo thành 36, đúng không? Thế nên người ta ngay từ bài hóa sinh năng lượng sinh học, người ta dạy gì? Người ta dạy hóa sinh năng lượng sinh học ấy, người ta đã dạy là chuỗi vận chuyển điện tử nếu đi từ phương số 1 thì cho tấm máy ATP. Ngay từ bài số 1. Bạn Phan Bảo. Anh nhớ là 10 ATP. Ôi giời, tấm 10 ATP thì à, không. Căng quá. 10 hát cộng không, đấy là 10 10 e 10 10 10 e 10 e 3 ATP. Không phải là e, hát cộng. Em nhớ không, đấy là anh dạy là nó quay cái gì ba cái hát cộng, hát cộng tức là cái phức hợp đấy nhá. Nó cái phức hợp thì nó sẽ gồm rất nhiều các cấu phần phức tạp. Thông qua quá trình vận chuyển e giữa các phức hợp thì nó sẽ có một bộ phận nó chuyên đẩy hát cộng vào khoảng gian màng, hiểu không? Đấy, mình phải nói nó rõ mạch lạc ra thì mình mới thoát được cái ý được nhá. Thế xong nó bơm đầy hát cộng vào khoảng gian màng thì nó sẽ tạo ra một chênh lệch gradient, gì tạo ra một chênh lệch gradient địa thế. Đấy, xong hát cộng thì nó rất nhiều ở khoảng gian màng, nó bắt đầu nó ùa vào bên trong thì nó phải qua từ phần F0 của bơm ATP sinh thai thì sẽ làm quay tiểu vần F1 và nó quay hết một vòng tạo một ATP. Bảo nhớ không? Ok. Được rồi. Đấy, thì nó quay hết một vòng đúng không? Nếu mà nên là nó người ta nói là nếu mà 10 hát cộng thì sẽ 3 ATP, còn nếu mà 6 hát cộng thì chỉ cho 2 ATP thôi. Đúng không? Nhưng mà 10 chia 3 bằng 3, chưa quay hết vòng thì chỉ cho 3 ATP thôi. Đúng không? Hiểu chưa? Đấy. Thì cái nợ tức là cái NADH sinh ở phản ứng 6 ở đường đường phân đây này, phản ứng số 6 ở đường đường phân đấy nhá. 7 này, anh đánh số này, phản ứng 6 ở đường đường phân này sẽ tạo NADH. Bản chất nó là chất gì? Nó chất khử đúng không? Đúng không? Khử cho nhận thì cái này sẽ mang cái đất không? Tức là mang xong rồi nó vận chuyển điện tử, tức là trong cái này chứa điện tử. Bạn hiểu không? Tức là trong cái thằng này nó chứa điện tử thì cái con thoi nó đem điện tử hộ cái thằng này, đen này, hộ vào phương số 1 hoặc phương số 2. Thì bạn hiểu là cái con đường đường phân ấy thì sẽ cho mấy thằng NADH. Người ta vẽ một nhưng mình phải hiểu là mấy. Người ta vẽ một nhưng mà mình phải hiểu là mấy. Hai. Đúng rồi. Đấy. Người ta vẽ là một nhưng mà mình hiểu nó là hai. Tại sao? Bởi vì một phân tử đường của mấy các bạn? Một phân tử đường mấy các bạn? Sáu ạ. Đúng rồi, một piruvat mấy các bạn? Có ba. Đúng rồi, bí quyết học hóa sinh là gì? Nhiều số các bạn. Thì nó tạo hai phân tử thì nó tức là nó phải hai nhánh thì nó phải là hai phân tử nữa đi hết. Thế nên phép toán của mình là gì? Chẳng qua cái hai thằng này nó đi vào phương số 1 thì sẽ là 2 nhân 3 bằng 6. Đi vào phương số 2 thì sẽ 2 nhân 2 bằng 4. Đấy, thế mình mới tính được như thế này chứ. Công nhận không? Bạn công nhận không? Hay là anh tính sai?
nhớ chưa? Bạn nhớ chưa? Đấy. Đấy chưa? Thế người ta bảo là lúc cho 38 36. Còn nếu mà đây là cái quá trình ai khí tức là cần gì? Ai khí tức là cần gì? Cần Cần oxy đúng đúng không? rồi, thế nhưng mà chu trình Krebs có oxy không? Chu trình Krebs có oxy không? Em có nhìn thấy oxy ở trong chu trình Krebs không? Không. Không. Đúng không? Mà oxy đấy nó phải ở đâu? Chưa giải thích rồi, phải nắm được. Chu trình điện tử ấy. Đúng rồi, nó ở cuối cái chặng chu trình điện tử, tức là điện tử cộng oxy cộng H cộng. Đấy, thì nó tạo thành cái gì? Nước. Là nước. Đúng rồi, E trừ cộng H cộng thì âm với dương có phải là ra zero đúng không? Thì cộng oxy nữa chẳng là H2O gì nữa. Thì ra nước đúng không? Đúng không? Thế về tế bào nó sinh ra quá nhiều nước thì làm sao? Thì làm sao? Thì nó tan bào như gì nữa. Thế nên tế bào phải tìm cái cách mà nó đẩy nước ra ngoài. Đúng không? Mà muốn đẩy nước ra ngoài mà trong máu của mình ấy, thì cả một cái nước bao giờ nó đi theo thằng gì? Nước bao giờ nó đi theo natri bởi vì nó thẩm thấu hút nước mà. Nên là tế bào luôn cái bơm có cái bơm gì ngoài màng tế bào? Bơm Na cộng K cộng ATPA đẩy đẩy bớt natri ra nó kéo nước ngoài và đẩy hai cộng vào trong đúng không? Thế nên là màng tế bào đẩy dương một natri thì luôn mang diện tích gì âm, đấy là điện thế nghỉ màng tế bào đấy. Và trong tế bào có rất nhiều kali, với ngoài có rất nhiều natri, đấy là nguyên tắc của tế bào hoạt động như vậy. Cũng giống như anh hôm trước anh bảo ấy, cái CO2 của chu trình Krebs nó sinh ra ấy, cuối cùng nó sẽ đi đâu? Bạn là Uyên, cái CO2 của chu trình Krebs xong nó đi đâu, đâu em? Nó ra ngoài máu rồi, xong rồi nó lên phổi, nó thải thải ra ngoài á. Ừ, đúng rồi, thì mình em phải nhớ là cái CO2 cái hệ số khuếch tán của màng CO2 lớn hơn oxy rất nhiều, đọc lại mà xem, thậm chí khuếch tán nó dễ hơn oxy em hàng chục hàng trăm lần luôn. Theo khoảng anh nhớ nhầm khoảng 30 cho 40 lần đó đấy, nên cách tế bào nó sẽ chuyển hóa vì nắm được thì tức là nó trong một cái thể thống nhất đấy chưa. Thế rồi trong cái đoạn này có chỗ nào ai không hiểu anh giải thích kỹ cho là này bắt buộc phải nắm đoạn này, sau nhiều phần khó hơn thì phải nắm được riêng cái bi lăng năng lượng này, phải nắm được cách tính này, cực kỳ quan trọng. Nếu không tính được cái này không học đâu, nó sẽ bị rối nhá. Thì bây giờ đơn giản anh chỉ hỏi ông Thi đâu, hỏi đúng câu, hỏi cái biết ông hiểu bài không. Dạ. Đấy. Hai acetin qua cho 24 ATP, chú tính kiểu gì ra 24 Thì nó cho mỗi cái nó cho 12 à? ATP? 12 thì bằng mấy? Bằng những cái gì cộng với nhau? 12 Thì là bằng 3 3 nhân 3 nhân 3 3 là cộng là 3 3 nhân 3 cộng cộng 3 cộng mấy? Cộng 3 không, 3 nhân 3 cộng 2 cộng 1 cộng cộng 1. 1 là gì? Thì với cái 1 đấy là gì? 3 Thì cái 1 đấy là gì? Cái một đấy là gì trong chu trình Krebs? Chính là phân tử của phản ứng chuyển chuyển xúc xi liên qua thành xúc xi nát đúng không? Thì có phải ra được cái gì methyola cho GTP nhớ không? Nhớ không? Không không ạ, cái đoạn đường cái đoạn chuyển hóa đấy em không nhớ 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 được Rồi. cái cả nhầm cái chu trình Krebs. Đúng rồi, chu trình Krebs. Mở sách ra đi. Có nhìn thấy GTP không? Phản ứng chuyển qua Có thấy chưa? Thấy chưa? thấy rồi ạ. Đúng rồi. Từ bây giờ nhớ thì 12 thì 3 x 3 cộng 2 cộng 1.
ba là gì, Các ngày ba là gì, hai là gì, thứ hai là tư gì, học một là một, thứ trong còn tuần nhớ khi mà có một số buổi bạn tránh có nhớ phương không? đi thì Bạn tránh có nhớ được cái đấy không? 12 thì bằng 3 nhân 3 cộng 2 cộng 1. Đã nghe đến đoạn đấy chưa? nghe qua rồi nhưng mà quên mất rồi. Nhớ nhá. Đấy, công thức nó là toán học thôi. Những gì? Nhá, cái bi lăng này phải nhớ ở đầu cho anh này. Thì người ta nói rằng cái đường phân nhóm khí cho 2TP một đường, ai khí cho 2P một đường, 2N một và N có thể tái tạo AP trong tinh thể. Tuy nhiên thì cái màng của tinh thể nó không thấm lên N vì lại là bảo tường sẽ bị oxy hóa. Đây, đây chính là nhờ con thoi chuyển đây. Nhiều bạn thì thắc mắc, ôi tại sao con thoi thì nó chuyển nhưng mà nó không đưa vào? Thì các bạn phải nhớ cho anh nhé là đây nha, thì các bạn phải nhớ cho anh là cái bản chất của cái con thoi ấy, là nó tức là nó không phải là nó chuyển cả cái thằng NaDH, nó có chuyển ở đây, bạn hiểu không? Nó không phải chuyển cả cái thằng NaDH ở đây, tức là nó phải nó chỉ chuyển điện tử thôi. Điện tử giống như hóa học là cái lớp ngoài cùng của một cái nguyên tử ấy. Đấy, tức là nó bản chất nó là hóa học, là chuyển đổi các electron chứ nó không phải phản ứng hạt nhân, nên là nó sẽ là các phản ứng chuyển điện tử qua lại giữa các chất này và nó sẽ mang điện tử, bởi vì chuỗi chuỗi chuyển tử mà, nên nó chỉ chuyển đổi chuyển điện tử thôi chứ không, nó không chuyển cái thằng NADH này vào trong, bạn hiểu thế nhá. Cái đoạn này nó trong sách nó hơi khó hiểu một chút, anh giải thích cho bạn thì các bạn sẽ ngẫm một lúc các bạn sẽ hiểu được. Và cái cách mà cái tế bào một cái rẽ nhánh của cái tạo ra hydroxy trong hồng cầu ấy, đây cái nó giải thích tại sao mà hồng cầu của bạn lại nhả oxy được, nó liên quan đến cái chất 2,3-DPG thì nó là nhánh của đường phân của phản ứng số mấy giữa glycerin 3 phốt phát trở thành 1,3-D phốt hoặc glycerat và mutagen. Enzyme mutagen là enzyme gì các bạn nhớ không? Tránh nhớ không? Em nhìn đồng phân ạ. Không phải đồng phân hay là sao? Đồng phân vận chuyển nhóm giữa các C vận chuyển nhóm. Tức là nó sẽ vận chuyển nhóm nội phân tử. Đấy, anh nhớ nhé, phải nhớ đúng không? Chuyển nhóm nội phân tử tức là một ba một các con số 1 thành các con số 2 tại 2,3-DPG đúng không? Còn phốt phát ta tức là cắt gì, cắt phốt Các phát, đi phút phút. đúng rồi, thì nó sẽ tạo 3 phosphor glycerat, hiểu chưa? Còn 3 phosphor glycerat thì đương nhiên phải là M. Tại sao là PGM? Bởi M là gì? M là gì? M là muta, muta chuyển nhóm lượng tử thì chuyển thành 2 phosphor glycerat. Ok chưa? Đấy, thì sẽ chuyển glycerat đi 3 phốt phát tạo thành 2 phosphor glycerat. Các bạn nhớ nhá, bạn nhớ nhớ nhá, ok nhá, nhớ nhá. Đấy, thế bạn nhớ cái này thì bạn sẽ hiểu các cái enzyme thì đơn giản thôi. Cái chỗ này là kina, anh không cần phải học thuộc, anh cứ học thuộc cái chữ cuối của nó này. À, đơn giản thôi, tại sao kina? Bởi vì nó là phản ứng nó hai chiều, người ta thích gọi chiều nào là tùy người ta. Kin là gì? Kina gắn với 1,3 phosphor glycerat tạo thành 3 phosphor glycerat tạo thành 1,3-D phosphor glycerat. Ok. Rồi, bây giờ nhờ một bạn phải học thì mới nói được nhé. Bạn Minh Thư đâu giải thích cho anh ấy tại sao thiếu hụt hexokina đường không bão hòa của heroin với oxy lệch trái. Này, tại sao lệch phải? Anh trước trước đấy em hỏi cái này được không anh? Được. À, ca liệu độ Anh hiểu ý em rồi. Tức là trong con đường đường phân có rất nhiều men đúng không? vâng vâng ạ Tại vâng tại sao nó chỉ hai men này mà nó không phải men khác? Ý em là thế đúng vâng ạ không? Rất đơn giản thôi. em thấy là ví dụ như Hezukinaza
khi mà nó giảm thì nó sẽ giảm cái sản phẩm là 2,3 dpg. Sau đấy thì cái HB hemoglobin ấy có áp lực với oxy cao hơn bình thường. Đấy thì là cái đường nó sẽ cong cong lên. Vâng, còn lên. Cái pyruvate kinase thì nó ứ động các chất trung gian thì nó lại tăng cái 2,3 dpg nên là cái áp lực nó lại giảm thì nó lại tụt xuống. Đúng rồi. Còn cái PFK ấy, em nhớ là khi khi mà em đọc thì em nhớ hình như là nó đâu chết tôi nuốt ở đâu rồi. Ừ, anh chờ em tí ạ. Chờ em một chút. Rồi. Ừ. Tức là PFK nó là phản ứng số mấy? À, phản ứng số 3. Nhánh của mình ở phản vâng. ứng số mấy? Bây giờ nhá. Nhánh nhánh của của mình mình ở phản ứng số 8. Số 8 đúng số không? 8. Vâng. Nhánh của mình ở phản ứng số 7, số 8. Vâng. Thế thì đơn giản thôi, trước nhánh thì nó sẽ giống hexokina, còn sau nhánh thì nó sẽ giống thiếu hụt pyruvate kinase, thế thôi. Ồ, oh, vâng, Hiểu vâng, chưa? em hiểu rồi ạ. Rồi, rồi ạ. Nó giống như kiểu là chú di chuyển từ điểm A sang điểm B ấy, bị tắc đoạn này nó ứ lại, còn nếu mà thiếu đoạn đầu thì nó sẽ thiếu. Đơn giản mình định khu nó ở đoạn giữa, bây giờ trước đoạn đấy thì là giống hexo, còn sau lại thiếu pyruvate kinase. Hiểu chưa? Dễ Vâng ạ, ơi, không có em gì hiểu đâu. rồi ạ. Nó là cái cách cách tư duy của mình thôi, chứ nó không Vâng có ạ. gì cả. Anh tưởng chú hỏi cái câu gì mà tại sao nó là hai men này không phải là các men khác? Bạn hiểu chưa? Không tại Tại vâng ạ, sao? tại em thấy trong sách là không viết nên À. là em cũng hơi sợ suy luận của em. Thật sự thì nó hay thiếu hụt hai men này này. Em biết tại sao? Chắc chắc là tại mấy cái men này nó ít được tổng hợp hoặc là nó hay dùng nhiều quá. Không phải. Nó là do các cái cấu tạo về gen con người. Bản chất enzyme là gì? Là protein Sinh ra từ đâu? Quá trình phiên mã và dịch. dịch Dịch mã. mã. Thế bây giờ gen nó đột biến thì nó dính vào đoạn đấy thôi. Tức là gen đấy nó hay đột biến đoạn đấy. Bạn hiểu không? Tức là do cái Dạ tạo hóa vâng. rồi. Tức là tạo hóa do quá trình phát triển của loài người. Nó thay ăn vào cái đoạn gen đấy thì nó bị thôi. Thế thôi. Anh tưởng em hỏi cô đấy. Thì hai cái này thiếu hụt này. Rồi. Thế sau này các bạn học sinh bệnh học nhi khoa nhá, thì người ta bảo là nếu mà thiếu hụt hai enzyme này thì gây ra thiếu hụt pyruvate kinase sẽ gây ra tan máu. Đố các bạn biết tại sao? Sau này các bạn học bệnh học nhi khoa nhá, sách bệnh học của Y Hà Nội và IDS, bạn giải thích cho anh à, tại sao thiếu hụt hai cái này là tan máu. Dạ, anh tại vì thiếu hụt pyruvate cái đây thì nó sẽ chuyển hóa hóa thành axit lactate thì sẽ làm toan máu. Tan máu. Thiếu hụt pyruvate kinase thì làm sao mà chuyển hóa thành lactate được nhỉ? Hơi nghe hơi đôi điêu. Nó còn chả có pyruvate để mà chuyển hóa thành lactate. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Mình suy luận logic. Nhưng mà thiếu pyruvate kinase nó còn chả có pyruvate để mà thành lactate. Nó sao mà được? Cho em nghĩ lại, nghĩ lại em trả lại. Tại sao? Em mà trả lời được câu này thì em hiểu sâu hóa sinh luôn. Sướng luôn. Thì bây giờ tôi gợi ý các ông nha, ông nọ dạy các ông là gì? Anh từ từ đợi em. Hồng Hình cầu, như là nếu như hồng, mà thiếu hồng hụt hai cầu, cái đấy hồng, thì hồng cầu cái nó có con nhân không? đường Hồng cầu nó có dạ nhân không? không Hồng cầu nó sử dụng năng lượng một cách nào? Lấy ATP của được con không? đường được phân Đúng rồi. ADP con đường được phân Hồng thì nếu cầu như mà lúc thiếu hụt hai hai enzyme đấy thì cái con đường được phân đấy nó ảnh hưởng đến vận chuyển oxy nên là ảnh hưởng đến của hồng cầu nên là nó bị tan máu rồi không phải thì cụ thể đấy, học anh mà cứ chung chung thế thì coi như vứt đi.
Làm sao mà dạy em giỏi được? Đừng giải thích cái chung chung đấy. Nếu mà thiếu một piracina thì đơn giản thôi, thì hồng cầu đủ ATP để dùng không? Đúng không? Không ạ. Không. Bởi vì chính con đường dưỡng phân nó tự điều hòa dị thể, tự điều hòa nó. Thế thiếu ATP chuyện gì xảy ra? Hồng cầu nó Thì có cái tinh cái bơm của nó có bơm được natri ra ngoài không? bơm không bơm được natri ra ngoài là nó sẽ kéo natri xong rồi Vỡ nó luôn. kéo nước vào để tan bào. Vỡ luôn chứ còn gì nữa, đúng không? Hồng cầu hình gì? Lõm. Đĩa lõm. Anh đố em ra chợ mua được cái đĩa là lõm hình hồng cầu luôn đấy. Nha, không hiểu ông nào dạy hồng cầu hình đĩa lõm. Đố mua được cái đĩa lõm hai mặt luôn đấy. Từ bé anh chưa giờ ăn cơm cái đĩa nào như thế luôn đấy. Hồng cầu là hình cậu béo nhá, nhớ chưa? Hồng cầu hình cậu béo là đường kính bao nhiêu? Đường kính là 7 micromet, đi qua mao mạch chỉ có 5 micromet thôi, nên là nó sẽ phải uốn gì? Uốn dẻo đúng không? Đúng không? Đã béo thì phải dẻo chứ. Thì bây giờ thiếu ATP một cái thì nước nó vào nó phồng to ra thì có uốn 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 dẻo được qua mao mạch không? Uốn được không? Đố uốn được đúng không? Không uốn được, không uốn được thì vỡ luôn cái gì nữa. Đến liền võng nội mô cái là vỡ luôn, liền võng nội mô ăn luôn. Đại thực bào chờ sẵn đấy mới vỡ ăn luôn để tan máu. Đúng không? Đấy, nên là tại sao thiếu piracina lại tan máu? Các bạn nhớ đoạn này sẽ học được bệnh học đi nhi khoa nhá. Trong sách nhi người ta nói cái đoạn đấy. Đấy ông học đến Y6 rồi còn không giải thích được. Nếu mà học thuộc lòng thì sẽ không học nổi đâu. Bởi vì nhi nó đòi hỏi giải thích được. Cũng giống như nội ấy. Thì các bạn cứ học tốt những môn cơ sở đi. À, thấy không? Hay không? Thì tự nhiên đoạn này anh nhớ hồng cầu nó không có nhân. Đấy, có ai dạy anh đâu. Tại sao mà hạ sinh lý anh học lâu thế anh lại vẫn nhớ được, bởi vì hồng cầu trưởng thành sẽ không sao, hồng cầu trưởng thành sẽ không nhân đấy, các bạn nhớ nhá. Đấy các bạn, và không có gì thi thể, thấy không? Các bạn nhớ nha. Thấy không? Các bạn hãy minh chứng chứng minh cho bạn thấy không? Đấy, con đường các bạn phải đi như thế. Đó. Đấy là cái cách mà anh dạy các bạn khi mà ôn thi với anh, ôn thi nội chú. Nó phải logic. Nha. Hồng cầu trưởng thành không có nhân, không có thi thể. Nó vẫn sử dụng năng lượng chủ yếu là từ con đường đường phân. Đấy. Bởi vì là phản ứng con đường đường phân phản ứng nào? Đây này, phản ứng con đường đường phân ở dưới mấy? Đấy, phản ứng số mấy con đường đường phân cho ATP? Đấy. Nhá, mình sửa vào cái delta delta g g0. Đấy. Này tiêu hao nhá. Đấy. Chính là chuyển đổi giữa 13 DBG và BG, tức là cắt bỏ đi phosphate. Cái kina gắn vào đây tại ATP. Đấy, quan thấy dễ không? Cái đấy là các bạn cần phải học. Rồi, thì tóm lại là kết cấu nó là như này. Đây, đoạn này nhớ rồi đúng không? Anh trong bài trước ngày giờ anh giải thích kỹ nha. Dễ không? Cái này là phải lấy từ cái quyển sách hóa sinh này, học nó mới chuẩn được. Đó, anh cho các bạn file sách rồi đúng không? Tải trên mạng được. Đây này, các em đọc cái quyển này này. Quyển của Nelson Michel David. Đấy, đọc quyển này. Anh có chỗ nào không hiểu, anh nghe anh ngồi quyển này anh đọc. Nhá. Yeah.
Thì người ta bảo là cái này có tất cả là 5 enzyme thôi. Cái này phức hợp đa enzyme pyruvate deoxyanase. Pyruvate deoxyanase đây, M123. Thiamine pyruvate lipoate nhân flavin và MID qua SH. Được chưa? Đấy, mà thằng này vai trò của B5 từ đó, giải thích rồi đấy. Tách CO2. Hôm trước nói rồi, không nói lại nhá. Được chưa? Rồi. Rồi các bạn sẽ kể phải nhớ cái như con đường con đường pento, tức là con đường 5. Các bạn đếm này, đếm nhìn này, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. Đấy, thấy không? Tức là 6 đường 5, 5 đường 6. Sáu đường 5 thành 5 đường 6. Tức là 6 5 30, 5 6 30 mà. Nó chỉ ở chan các cái qua lại với nhau thôi nhá. Đấy. Trong bài giảng đã giải thích cho các bạn rồi đấy, không khó nào đâu. Được chưa? Ví dụ nhớ là C đối hepto là C7 bảy đấy, 7 cộng 3, 5 bằng 5 cộng 7 cộng 3, 7 cộng 3 6 cộng 4, 6 cộng 4 đây 4 với 5, 5 chuyển 2 cho 4 thì còn 3, 3 glycerandit vào phát. Và 3 thì cái thằng này thì lại chuyển 2, tức là chuyển 2 cho thằng 4 này thì 4 là 6, protein 6 phát. Hiểu chưa? Và cái cách nhớ của nó chỉ là chan 2 chan 3, nếu mà chan keto là chan mấy hả Tránh? Trăm hai ạ, Chan keto hai là chan 2. trăm Đúng rồi. đúng Còn chan ado là chan mấy? trăm ba Chan 3. 7 chữ 3 mấy? 7 chữ 3 4. 3 gắn cho thằng 3 glycerid bao phát thành 6 fructose 6 phát. Bạn hiểu chưa? Thì chính cái rô 6 phát này chính là nó là thằng này cơ, thằng này. Đấy, thằng 4. Được chưa? 4 lấy cái 2 của thằng 5 thành fructose 6 phát. Đấy, chính cái đường này. Từ 6 5 5 6, tại sao anh bảo thế? Các bạn chịu khó xem lại một lúc các bạn sẽ hiểu thôi. Cái keyword của này nói thẳng luôn là cái này. Kể cái bảng người ta còn không ai nhớ được cái chất trong chuyển hóa sinh nó dài lắm. Vẽ đơn giản thôi. Đấy, trong cái quyển này nó dạy hết nhá. Anh đọc cái quyển này ra để soạn bài cho các bạn. Ok. Đấy, và có một cái tiếp theo là một cái nữa là cái đây thoái hóa trong cái thoái hóa cái galat thì các bạn nhớ cho anh mỗi cái này nhìn không, chỉ có đúng một cái chìa khóa nó này, tức là cái OH này nó đang quay lên này nhá, quay xuống đúng không? Đấy thì người ta gọi là UDP glucose 4 epimera. Epimera là enzyme nhóm số mấy hỏi bạn Tránh? Enzyme nhóm số 5 ạ. Enzyme số 5 đúng không? 5 epimera tức là gì? Tức là đồng phân gì? Đồng phân đúng không? Đồng phân AP. Đấy. Đồng phân epi tức là ra từ bên này bạn quay ra bên này. Đấy, nó làm mỗi cái này thôi. Thì bạn sẽ hòa dạy là cái galat là đồng phân của glucose đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy, galat thì là cái đồng phân, như vậy đồng phân nó chỉ cần chuyển nó 4 epimera, tức là vị trí carbon số mấy? 1 2 3 và mấy? 1 2 3 và 4 thế thôi. Đúng không? 1 2 3 và 4. Đúng cái chỗ đấy, cái chìa khóa vàng học ở chỗ này nó là chính là cái carbon số 4. Đúng không? Mở bài hóa học glucid ta đọc cái đoạn đầu ấy, người ta nói là cái gì là đồng phân của cái gì ở C mấy và cái gì là đồng phân cái gì C mấy ở Tránh. Glucose với galactose là đồng phân ở C4, còn ở C2 thì còn còn ở fructose là ở C2 do axit do cái nhóm ceton ở. Đúng không? Thì là C mấy. Đấy, thấy chưa? Thấy tác dụng việc học chỗ đấy chưa? Thì biết nó là C4 đúng không? Thì khi mà các thoái hóa galactose thì nó phải quay về cái thoái hóa của cái glucose.
Thì mẹ epimera để quay ngược OH con số 4. Bạn Tránh hiểu chưa? Alo. Rồi ạ. Có thể ạ. Đấy. Thì nhá, thì mỗi cái tức em cũng không làm nhiều. Học cho anh cái chính thôi, nhìn rồi đấy. Giống như kiểu anh sẽ dạy thoái glycogen đấy các bạn ấy. Thì cái chìa khóa vàng ấy, để học cái thoái glycogen này, đây nó chính là cái hồng hồng này. Đấy. Nhìn mà chỉ nhìn cái này thôi, không không phải vẽ nhiều. Nhìn vào cái này nó chính là carbon mạch nhánh của nó. Thì anh cũng đã giải thích cho bạn rồi đấy, cái cách cách nhớ của cái này ấy. Nhá, cách nhớ nó chuyển như thế nào, alpha 14 tran glycosina, được chưa? Tức là liên kết này liên kết 14 và liên kết này liên kết 16, cái chính ở chỗ này, cắt chính chỗ này tại gluco, đúng không? Thế nên các bạn hiểu là cái cắt nhánh ấy, về bản chất của nó, nhánh thì có nhiều không? Nhánh thì có từ nhánh thì 8 đến 12. Đúng rồi, thì cái số lượng nhánh nó không phải là nhiều, chính là nên cái chỗ này nó cắt lại chả được bao nhiêu. Chính vì cách chả được bao nhiêu cả nên nên là cái glucose do quá trình nó ít thôi mà nó sẽ tạo thành glucose mấy phút phát? 6 phút phát thì sẽ tìm cách chuyển glucose do. Đấy, hiểu chưa? Thế nên nó bảo là từ đầu ấy gan nó chuyển thành glucose ấy. Đúng không? Đấy, bởi vì nó men, có men cắt, còn kia làm gì có. Các bạn hiểu không nhỉ? Anh giải thích các bạn hiểu không? Bạn bảo hiểu không? Đây nhá, thì nhìn này. Thì nếu mà hạ đường huyết ấy, mà tăng đường huyết thì cái điều hòa của nó đấy. Điều hòa của nó này, cách người ta điều hòa của nó này. Được chưa? Piruvat này. Đấy. Đến đây, đây là cái cơ chế người ta sẽ giải thích rằng cái bạn nào giỏi tiếng Anh biết cái từ này là gì, biết không? Loan biết từ này là gì không Loan? Mỡ đúng rồi, nhiễm mỡ thế thì đơn giản những cái rồi thì bên anh giải thích cho Loan một cái này đảm bảo Loan nghe sướng luôn. Bên Loan mở sách giáo khoa ra mở cho anh một cái bệnh bên là bôn rớt là một cái bệnh mà nó thiếu men gì, đọc cho anh xem nào, giải thích cho bệnh buồn rớt hả? Có sách giáo khoa đấy không? Bạn Loan có sách giáo khoa đấy không? Em đang mở. Ok. Đọc đi, giải thích cho. Không cần phải nhớ nhiều đâu, phải giải thích hết. Có cái bệnh tên là bôn rớt ấy, nó là thiếu men gì? Gluco 6 phút phát tan xe. Đúng rồi, triệu chứng là gì? Một, gan to. Hai, tăng cơ thể cái tốt trong máu. Cái gì nữa? Ba, dễ hạ đường huyết. Bốn gì? Tăng lipid máu. Tăng lipid máu. Năm là gì? Đọc hết đi. Đây không có sách, anh chả giờ còn nhớ. Nhưng cái đấy suy luận là hết. Cấu trúc glycogen bình thường nhưng nồng độ glycogen cao.
đúng tăng rồi xe tonic tăng lipid máu ạ. đấy, hết chưa? Hết rồi ạ. Rồi à. gan to gan to nghe tổn thương gan là chắc rồi đây này. Đấy. Sinh mỡ nhiễm mỡ này. Ok bây giờ nhá, hỏi từng câu một, từng chữ trong sách một, tại sao cấu trúc glycogen bình thường, bởi vì sao? Bởi vì phân tử glycogen nó tổng hợp xong rồi đúng không, nó không phân được bất thường về cái quá trình tổng hợp đúng không. Đấy, tại sao tăng có thể cái tô trong máu? Do nó tăng sử dụng lipid thế để làm năng lượng. Đúng rồi. Nó sẽ sinh ra thì. Đúng rồi, sinh ra thể ketone đúng không? Đúng không? Và ba thể ketone trong máu là gì? Một. Một, acetoacetat. Hai, dehydrocyanuric acid. Ba, acetone đúng không? Mà hai cái thể sử dụng năng lượng acetoacetat, dehydrocyanuric acid, còn aceton không sinh ra năng lượng, nó chỉ thở qua thở tổng mùi táo thối trong toàn cái tôn giao đá đường tim 1. Hiểu chưa? Đó. Tránh nhá. Dạ. Anh nói nhanh thì chúng mày có hiểu không? Không nghe kịp. Có. Đấy, hiểu được là tốt được, tốt rồi. Đấy. Nhà lên trình. Trong những cái đó thì vấn đề xảy ra tức là đốt thể cái tôn sinh lượng tức là thiếu đường khả đường huyết dễ và tổn thương gan này chắc chắn bởi vì nó ứ bất cứ chất gì trong gan thì nó cũng có thể gây ra gì, gây ra gan to, ứ động các chất trong gan gây gan to rất nhiều bệnh nhá. Ứ glycogen trong gan, gan cũng to đúng không, rối loạn chuyển hóa mỡ rồi là tổn thương liên quan đến gan nhiễm mỡ đúng không, lâu ngày gan cũng có thể to, nếu gan nhiễm sắt gan cũng có thể to, nhiễm bột cũng có thể to, rất đầy bệnh gan to nhá, nhiễm đồng cũng có thể to đấy và sẽ gây ra những nguy cơ đó. Ok nhá. Đấy, các bạn thấy hay không? Đấy, thì đều giải thích được hết qua hóa sinh và cái này thì cái bí quyết anh chỉ cho bạn rồi nhá, anh nói cho bạn rồi. Còn một cái nữa là có một cái này. Nhớ cho anh cái này nhá. Đấy, có một câu kinh điển là vi khuẩn ăn đường lao ăn muối đúng không, nếu vi khuẩn đường lao ăn muối nếu mà viêm các cái viêm các cái màng não tủy rồi các cái nhiễm trùng dư dương liên quan đến vi khuẩn thì đường nó sẽ giảm đấy, còn lao ăn muối thì clo sẽ giảm đấy, cái đấy mình có thể mình nắm được rồi. Các bạn hỏi gì các bạn hỏi đi nha.